Chúng ta thử xem xét một cái phương trình lượng giá sau ha. Thì chúng ta xét cái phương trình 3 cotang x trừ 2 cotang 2x bằng cotang 3x. Biết cái tập nghiệm của phương trình lượng giá này có dạng như sau. Cộng trừ 1 phần 2 nhà mặt cos của A trên B cộng KB với K thuộc Z. Trong đó AB là các số biết trước, cho trước. Với A là số nguyên, B là số nguyên dương. Tìm A và B. Cái cách đặt vấn đề thì nó rất là kỳ cục. Tuy nhiên ở đây có thể là vì cái mục đích của người ta là muốn kiểm tra cái việc giải phương trình lượng giác thôi ha. Ở đây chúng ta không quan tâm đến cái những cái vấn đề này mà tập trung vào cái việc xem xét một cái mối liên hệ giữa arccos và cotang ha. Thì chúng ta xem xét lướt sơ qua cái cách để tìm A và B ha. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái mối liên hệ giữa các cái cotang 2x, cotang 3x liên hệ với cotang x như sau ha. Từ đó chúng ta sẽ đưa cái phương trình này trở thành phương trình theo ẩn T với T là cotang x. Và từ đó chúng ta tìm được cotang bình phương x bằng 1 phần 5. Để tìm ra được cái nghiệm có liên quan arccos thì chúng ta tìm ít nhất cũng ta cần tìm cos x ha. Như ở đây chúng ta sẽ tìm cos 2x. Thì cos 2x nó sẽ liên quan tới cái sin bình phương x. Từ cái sin bình phương x này, sin bình phương x có thể tìm thông qua 1 trên sin bình phương x. Bởi vì chúng ta đã có thông tin cotang phương x. Và tìm thông qua cái đẳng thức 1 trên cos phương x bằng cotang bình phương x cộng 1. Từ đó tìm ra được sin phương x bằng 5 phần 6. Từ đó dẫn đến cos 2x được tính thông qua sin phương x bằng trừ 2 phần 3. Từ đó tìm ra được x bằng cộng trừ 1 phần 2 hoặc có trừ 2 phần 3 cộng KB với K thuộc Z. Được ha? Vấn đề thì không có... thật ra ở đây, bằng cách tiếp cận ở đây thì chúng ta sẽ có được bình thường thì, một cách thông thường thì chúng ta sẽ tìm ra nghiệm của nó như sau. Cotang x cộng trừ 1 phần căn 5. Từ đó mình sẽ có x bằng cộng trừ cotang x cotang 1 phần căn 5 cộng KB. Đó là cách suy nghĩ thông thường ha. Tuy nhiên ở đây người ta cái dạng nghiệm nó hơi khác một chút thì nó bằng x nó bằng cộng trừ 1 phần 2 hạt có A trên B cộng KB. Bên dưới này có thể không phải là KB, có thể điều chỉnh một chút. Tuy nhiên chúng ta chắc chắn được rằng là hai cái này nó giống nhau ha. Có thể xem xét nè. Như vậy chúng ta có cần có thể là chúng ta có một cái sự chuyển đổi giữa cotang và có ha. Thì chúng ta đặt ra cái vấn đề sau. Có cotang của 1 phần căn 5 sẽ bằng 1 phần 2 cos của A trên B cos của Y. Thì chúng ta tìm đi như thế nào ha. Xét bài toán sau. Tìm số thật Y sao cho 1 phần 2 cos Y bằng cotang của 1 phần căn 5. Thì lúc này chúng ta sẽ làm như sau. Đặt cái đặt này bằng U ha. Lúc đó chúng ta sẽ có cotang U bằng 1 phần căn 5. Từ đây chúng ta sẽ có arccos y bằng 2u. Do đó y bằng cos 2u. Và chúng ta sẽ cố gắng tính toán cos 2u thông qua cotang U. Thì chúng ta sẽ biểu diễn thông qua. Thật ra chúng ta có công thức cos 2u thông qua cotang U ha. Tuy nhiên thật ra nó chính là công thức này. Cotang bình phương U trừ 1 trên cotang U cộng 1. Cotang bình phương U cộng 1. Thật ra chúng ta có thể kiểm tra lại công thức này. Cotang bình phương U 1
trên cô tay một phương u cộng một. Chúng ta kiểm tra công thức này bằng nhờ vào công thức sau: cos hình phương cos 2 u cos 2 u bằng 1 trừ sin bình phương u 2 bình phương sin 2 sin bình phương u. Sin bình phương u thì ở đây trong đây có cô tan xác định ha, thì lúc đó sin u của mình sẽ khác không, đó là 2 trên 2 nhân cho 1 trên 1 trên sin bình phương u. 1 trên sin bình phương u thì bằng 1 cộng cô tan bình phương u, thì nó sẽ bằng 1 trừ 2 2 trên 1 cộng cô tan bình phương u. Quy đồng chúng ta sẽ có được công thức bên đây. Vậy kết quả y nó sẽ bằng 1 phần 5 trừ 1 trên cho 1 phần 5 cộng 1. Thì kết quả nó ra là trừ 4 phần 6, trừ 4 phần 6 tức là trừ 2 phần 3. Vậy chúng ta tìm được một mối liên hệ giữa hạt cotang 1 phần căn 5 và 1 phần 2 của hạt cos y ha. Này tìm ra được y nó bằng trừ hàng 3, tức là có đẳng thức hạt cotang 1 phần căn 5 bằng 1 phần 2 cos trừ 2 phần 3. Và chúng ta cũng sẽ có được cái kết quả tương tự. Ta sẽ kiểm tra được, làm công việc tương tự như bài toán 2, chúng ta sẽ kiểm tra được cái đẳng thức bên dưới. Hạt cotang x thì bằng 1 phần 2 hạt cos x bình phương trừ 1 trên x bình phương cộng 1 với mọi x lớn bằng 0.